Vâng, hôm nay Lê Tuấn tiếp tục lại lên cho ta một siêu phẩm Ezeki các bác nha. Cái này là 60 triệu các bác ạ. Chủ nhà kêu 60 triệu em đã lên video rồi. Và nhân tiện đây thì em tiếp tục không thể nào quên MMF Mercedes Gusen 699 hai cầu. Cực kỳ dã man và tàn bạo. Đấy. Đại ca, phải nói là đại ca dã man và tàn bạo nhất trong lịch sử. Nói chung cũng trong cái tầm mà 699 là thuộc dạng Mercedes Gusen MF là thuộc dạng 6 máy. Thì đẳng cấp của em này hơi bị kinh khủng. Đấy nha, hai cầu. 6 máy. Kéo đứng. Khủng khiếp chưa? Và vẫn không quên, Lê Tuấn xin chúc các bác một sức khỏe dồi dào trong cuộc sống, làm ăn cầm nhiều may mắn. Và cái bánh trước em đứng là đến cầm em luôn các bác. Đến cầm em. Đây. Đến cặp em. Đây. Ghê chưa? Đấy, cái mâm của nó khủng khiếp. Rồi, tiếp tục em cùng các bác xem máy và chim. Và háng của em đây. Khủng khiếp chưa các bác? Rồi, lực trở lại. Rồi, đây. Đây là một siêu phẩm 699 MF Mercedes Gusen của anh. Đấy. Tướng Tổng thống Abolab của người Anh tiếp tục ủng hộ Ukraine. Đúng không ạ? Những vòm sắt và những dàn hỏa tiễn đấy Patriot các bác nha, để giúp Ukraine. Trong thời gian qua thì em nói các bác là tất cả các nước trên thế giới cũng như Mỹ đã ủng hộ Ukraine 60 tỷ USD, các bác nhá, 60 tỷ USD. Đấy, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc 120 tỷ, Liên minh châu Âu 80 tỷ, khủng khiếp chưa? Đấy, và Tổng thống Olaf tức là người Anh giúp 5 dàn, ai biết chú xem người nào, ok, dàn máy lạnh kinh khủng chưa? Dàn quạt này, quạt này, quạt chứ mà 40 thôi, 38 à, 40 thì cái này cơ khủng chưa các bác? Rồi đây cabin các bác đây, hai quạt, tất cả không gian máy lạnh cơ khủng. Và tiếp theo đó là một dàn đây đoàn gánh và được cơ khí làm bộ ngọt kéo, tức là ở bên bộ mà kéo này có hai tí biển để nâng chảo và một bộ cặp kiếm thần các bác nhá. Cặp kiếm thần này khủng khiếp luôn, chưa thấy một cặp kiếm nào khủng khiếp, nhưng mà nó mỏng nhưng mà nó cứng thép không các bác nhá, khủng khiếp. Dây xích này nó to như bằng hơn ngón tay của em. Cái bánh của nó thì thôi rồi các bác, trốn nhau mà vô đây trốn tìm thì thôi rồi, anh với em như hai người đồng chí. Khủng khiếp, cái háng nó to thôi, tất cả cái gì cái háng to đùi rộng các bác nhá, thích cực kỳ luôn, dã man chưa từng thấy. Đây các bác này. Rồi thứ hai nữa là một bộ khung sườn đằng sau vĩ đại. Đâu, các bác nhìn này. Này. Thấy chưa? Này, đấy. Các bác thấy chưa? Đấy. Quạt. Mui. Đầy đủ hai đoạn đằng sau trước. Các bác hãy đón chờ tiếp tục em video cho các bác để chủ nhà qua năm. Nghe nói chủ nhà bán chiếc xe này. Bác nào chờ cơ hội qua năm. Vừa nãy chủ nhà vừa gặp Lê Tuấn. Bởi vì Lê Tuấn lên review bán chiếc Ezeki này. Các bác nhá. Đấy. Bán chiếc Ezeki này thì sau đây là Lê Tuấn lại tiếp tục review chiếc xe này. Để cho các bác chiêm ngưỡng một đôi chút để thoải mái. Hôm nay mới thứ tư cho nên là chúng ta vẫn còn thời gian để chiêm ngưỡng. Cũng như các bác xem thì các bác ủng hộ cho Lê Tuấn một cái like các bác nhá, để cho kênh của em, kênh mua bán đã lan truyền đi tất cả các bác trong anh em, trong nhà, bản thân cần cái gì các bác ấy bấm vào kênh của em và chuyển các bác nhá, chuyển tiếp hoặc là chia sẻ cái video này đến người thân của mình đang cần mua. Chào lớn, chào nhỏ, chào 3, chào 4, chào 5, chào 6, chào 7, chào 9 bình. Các bác nhá, đầu Ezeki, Kubota, Chibora, các gã MF, các bác nhá, rồi Belarus, đấy, hai câu đều quét trong kênh của em. Các bác chỉ cần ngồi ở nhà chờ đợi và đưa võng hút thuốc Lào và uống nước trà. Và xem kênh của em cứ 5 giờ chiều, 5 rưỡi hoặc 6 giờ là em lên liên tục cho các bác để các bác cập nhật. Các bác cũng mong em, các bác cũng mong các bác nhớ nhấn like và các bác chia sẻ và các bác sẽ đăng ký các bác nha, nhất là các bác đăng ký
để các bác đồng hành, để các bác tìm được coi như là xe như ý. Cũng như em đây này, này quá chặt chội cho nên là em phải đưa qua bên này. Đây các bác, đó xe MF này là khủng khiếp các bác này. Đấy, Maxi Fusion 699 đẳng cấp, coi như khô ra các bác nha. 6 máy thì chủ nhà có nói là qua năm mới giải quyết, và điện Lê Tuấn đến thì bác nào nha, chúng ta cứ không chần chừ gì, các bác hãy điện thoại cho em và chờ đón chiếc Maxi Fusion này đến tay ai các bác nha. Cực kỳ vỏ thì khủng khiếp, vỏ có nói là em nói các bác là 18438 khủng khiếp. Vỏ trước còn nói là đâu cũng tầm cỡ khoảng 16, 12 gì đó. Khủng khiếp lắm. Đấy. Đấy. Kinh khủng. Đấy, đẳng cấp. Đấy. Ok các bác. Và đằng trước. Và cầu trước. Đây các bác này. Đây có chỗ để anh luôn. Và đây. Vô bộ đầy đủ. Thứ hai là có 8 quả tạ. 2, 4, 6, 8 quả tạ. Có mặt trước. Đấy đây. Đấy đây. Có cabin luôn. À, và cầu đây, em cho các bác xem cầu của em một chút. Chuyện gì các bác nhé, ok chưa? Đấy, ok. Đấy, cầu đang hoạt động và xe này cực kỳ là vĩ đại và đẹp. Cặp vỏ thì thôi không cần nói các bác nhé. Đấy, đấy. Rồi, 13628, 13628. Còn cái này là 18438. Đấy, quá nha. Đây, đẳng cấp của siêu vượt âm. Rồi, ok. Sắp đến giờ tạm biệt cho em Lê Tuấn. Đóng cửa bắt đầu các bác nha. Cửa đóng, ok, chắc chắn, cực kỳ. Đấy. Rồi, và cuối cùng cũng như một siêu phẩm tiếp theo em đã sang tay cho các bác để các bác xem cho em vui, chứ đã buồn. Còn qua năm thì xe này chủ nhà mới bán các bác nha. Vừa nói chuyện với em, qua năm bán trên 200 triệu. Thế thôi, khoảng 220 triệu đổ lại. Mong các bác chân thành cảm ơn, cũng như bác like share cho em và chia sẻ cho em. Nhớ bấm kênh và đăng ký. Bất chợt em đến liên khúc nào, các bác gọi cho Lê Tuấn 0394 326 198. Và các bác nhớ đăng ký kênh cho em và nhấn chuông để lúc nào đến tầm phân khúc của các bác điện thoại. Và em luôn đồng hành cho các bác đi tìm cái cũ người ta về làm cái mới cho mình. Các bác ạ, bởi vì trên cuộc sống của chúng ta mà thay đổi là chuyện bình thường. Đấy, vợ con chúng ta không thay đổi được, nhưng xe cộ chúng ta chán, chúng ta thay đổi được. Cũng như hôm nay lên sang bên Tây Ninh. Đấy, em trong kênh hôm nay rất nhiều kênh mới. Đấy. Em xin chân thành cảm ơn các bác rất nhiều nha. Và hẹn lại các bác video sau. Xin chân thành cảm ơn.